cậu 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 cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha, cậu cả là cậu cậu con cần, cậu cả cái chơi cậu khấn, cậu cả lớn lên cậu cần đâu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè, lớn lên trong sự giàu sang, giàu ngang ở trên vạch mức, để cái khó cứ ăn mặc thức chứ cần nhận thức lo chuyện bằng sách nè, khoác tài sánh vai chủ cả mà không sợ ngã vì cậu có đô la vén sành vào trong.